Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Công an huyện Đồng Phú đang phối hợp với Công an xã Thuận Phú điều tra, làm rõ hành vi, hủy hoại tài sản khiến nhà cửa và nhiều tài sản của hai gia đình ở ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bị phá sập. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 25 tháng 12, nam thanh niên tên Hải, 24 tuổi, lái xe máy cuốc đến nhà anh Nguyễn Văn Thơ, 33 tuổi, rồi đột ngột múc phá sập hoàn toàn căn nhà có diện tích gần 80m2. Không dừng lại, Hải tiếp tục lái xe đến nhà anh Nguyễn Văn Ngà, 35 tuổi, cách nhà anh Thơ khoảng 500 mét. Tại đây, Hải tiếp tục điều khiển xe cuốc phá toàn bộ căn nhà, tài sản và xe ô tô 7 chỗ của gia đình anh Ngà. Sau khi phá xong, Hải để lại xe máy cuốc tại hiện trường nhà anh Ngà rồi bỏ đi. Vụ việc đã làm hai căn nhà bị phá sập gần như hoàn toàn, một xe ô tô 7 chỗ bị hư hại nặng, nhiều tài sản bị phá hoại. Một số trụ điện, dây điện xung quanh hiện trường cũng bị hư hại gây ra tình trạng mất điện một số khu vực thời điểm xảy ra vụ việc có vợ anh nga ở nhà chị này kịp thời phát hiện bỏ chạy ra ngoài nên không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ việc phá hoại tài sản đang được công an làm rõ